nàng sắt mà kém ai nọng sao ni hùa chờ ai nọng khắm nở bên lũ bờ hướng ai nọng nở mà vẫn 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 ông ơi chỉ tan liều mà vẫn vẫn
cho chị chị xin lắng nghe. Xin trân trọng những lời thật hiệp vị với quý. Chúng ta hãy bất chấp thời gian và cả của mình trở về với cán bộ tình yêu của đội trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Và lúc này những hàng bàn hàng ghế long trọng của đại gia đình nhà trai đang chờ đón toàn thể các vị khách quý. Xin diện của toàn thể vị khách quý là niềm vui niềm lớn vinh hạnh lớn nhất với đại gia đình nhà trai chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin trân trọng những lời thật hiệp vị với quý. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện của bên nhà gái
của cô dâu xinh đẹp ngày hôm nay. Và các vị hôm nay quyết do công
nhất tôi như là
chúng ta